Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là hai chiếc Honda Wenfa, chiếc màu trắng là bản 2024, còn chiếc màu xám bên tay phải các bạn là bản mới nhất, bản 2025. Trong giấy tờ thì nó sẽ ghi là bản cổ điển, còn chiếc màu trắng này thì nó sẽ ghi là phiên bản tiêu chuẩn. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh nhanh giữa bản 2024 và bản 2025. Đồng thời mình cũng báo giá cho các bạn ở thời điểm cuối tháng 8 năm 2024 nhé. Bạn nào quan tâm thì cùng mình bắt đầu video ngày hôm nay. Ok, mình đã quay một vòng quanh hai chiếc xe này. Và nếu như nó không khác nhau về màu sắc, chắc là các bạn cũng thấy nó chả khác nhau gì về kiểu dáng đâu, đúng không? Rõ ràng rồi, về kiểu dáng thiết kế, thân vỏ, khung gầm hay là sức mạnh động cơ thì không khác nhau cái gì cả. Bản 2025 chỉ có thêm màu sơn và thay đổi một chút về tem thôi. Giá bán của nó ở thời điểm hiện tại là đầu tháng 8 thì bản 2025 phiên bản cổ điển này khoảng độ 20 triệu đồng. Và bản tiêu chuẩn 2024 thì khoảng độ 19 triệu đồng. Và cái giá mình báo cho các bạn là chưa bao gồm tiền đăng ký nhé. Với cái phiên bản cổ điển đây thì các bạn sẽ có 3 màu sắc, màu xám như trước mặt các bạn, màu xanh nữa, màu xanh thì nó sẽ có xen lẫn thêm cả một chút sơn nhám nữa, hôm trước thì mình cũng đã quay rồi, và nó sẽ giữ lại màu xám trắng, còn cái màu vàng thì nó đã bỏ đi rồi, tức là màu vàng của năm 2024 thì đã bỏ đi. Còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn cũng có 3 màu sắc, màu trắng như trước mặt các bạn, màu đỏ và màu xanh. Còn một phiên bản đặc biệt nữa tức là màu sơn đen nhám thì mình thấy là nó vẫn đang sản xuất, tức là cái bản tiêu chuẩn ấy thì nó vẫn còn. Tạm thời thì mình chưa nhận được thông tin là sẽ thay đổi các cái phiên bản tiêu chuẩn hay là thay đổi cái phiên bản đặc biệt tức là màu đen nhám. So sánh sự khác nhau thì mình có nói rồi, nó chả khác nhau gì về kiểu dáng đâu, chỉ khác nhau về mỗi sơn và tem. Hãy nói về cái tem trước nhé. Các bạn nhìn này, cái tem Wenfa này, nó sẽ cả bản cũ và bản mới thì nó chỉ có tem Wenfa ở cánh yếm bên trái. Các bạn cùng nhìn đây là tem phía trước nhé, còn đây là tem phía sau này. Đấy, cái tem Wenfa này hay là cả cái tem màu xám sáng như này thì nó cũng là tem dán thôi. Các bạn không thích thì các bạn hoàn toàn có thể bóc đi. Còn đây, ở cái bản cũ, ấy, bản tiêu chuẩn đây, các bạn nhìn này, thì cái tem nó thiết kế nó sẽ khác nhé. Cái giải tem nó thiết kế khác này, xe màu gì thì tem nó sẽ màu đấy. Đây, và phần phía trước đây là tem của nó đây, các bạn thấy không? Mình đang quay vào buổi chiều tối cho nên là ánh sáng không được đầy đủ lắm, thì rất là mong các bạn thông cảm nhé. Đấy là điểm thứ nhất về tem. Cái điểm thứ hai ấy, thì ở bản tiêu chuẩn này các bạn sẽ nhìn này, cái giảm sóc của nó sẽ sơn màu đen bóng, cả giảm sóc trước, cả giảm sóc sau. Đây, các bạn nhìn nhé, cả giảm sóc sau, cái lò xo của nó cũng sơn màu đen bóng. Càng này hay là hộp xích cũng sơn màu đen bóng. Thế còn lên đến cái phiên bản cổ điển ấy thì các bạn nhìn này, cái càng này nó lại chuyển thành màu nhũ bạc thôi. Nó cũng chẳng có cái gì cả, chỉ có quay đi quay lại giữa màu đen bóng hay là màu đen nhám hay là màu nhũ bạc. Phần lò xo giảm sóc phía sau cũng là màu nhũ bạc thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn. Điểm thứ ba nhá. Điểm thứ ba thì cái cánh yếm bên trong của phiên bản cổ điển sẽ được sơn màu trùng với màu cái cánh yếm bên ngoài. Các bạn trông như thế này thôi nhưng nó sẽ là hai cánh yếm trong và cánh yếm ngoài. Đây, cánh yếm ngoài cũng được sơn màu xám bóng nhá. Và cánh yếm bên trong cũng được sơn màu xám bóng. Nhưng mà ở cái phiên bản tiêu chuẩn ấy thì các bạn thấy là cái cánh yếm bên ngoài thì sẽ sơn màu theo xe. Ví dụ như chiếc xe này màu trắng thì nó sẽ sơn màu trắng. Nhưng cánh yếm bên trong các bạn có thể nhìn thấy luôn, nó vẫn là phần nhựa thô thôi. Chính xác thì cái bản này nó là cái bản cắt giảm đi. Nhưng ngày xưa thì những cái bản cũ từ năm 2022-23 ấy thì nó vẫn cái cánh yếm bên trong này vẫn được sơn màu, nhìn nó đẹp lắm. Một là màu nhũ bạc này, hai là màu sơn theo xe này, trông nó đẹp lắm. Còn bắt đầu lên từ cái bản 24 nó cắt giảm dần đi các bạn. Đây là nhựa thô này, đây là nhựa thô này, đây cũng là nhựa thô luôn. Thế thôi, chỉ có 3 điểm khác biệt chính như vậy thôi các bạn ạ. Còn về sức mạnh động cơ hay là kiểu dáng hay là tất cả các thông số thì đều giống hệt nhau. Ví dụ như chiếc Wenfa này sẽ có trọng lượng là 96 kg, còn chiều cao yên của nó sẽ là 769 mm. Động cơ thì vẫn là động cơ 110cc thôi và vẫn là chế hòa khí hay còn gọi là bình xăng con. Với cái động cơ 110cc chế hòa khí thì lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,72 lít trên 100 km. Khóa thì vẫn là khóa chìa thôi, và chúng ta muốn mở cốp thì phải rút chìa khóa cắm về đằng phía sau này để mở cốp, chứ nó không như dòng Future hay dòng RX đổ xăng ở phía sau này. Thể tích bình xăng của Wenfa vẫn là 3,7 lít. Và thêm một thông tin nho nhỏ nữa cho các bạn, từ năm 2024 thì Wenfa và một số dòng xe khác của Honda đã bỏ bộ đồ nghề theo xe rồi nhé. Không còn bộ đồ nghề nữa đâu, vì vậy các bạn không cần phải lo lắng là sợ nhân viên người ta lấy trộm hay là rơi mất hay thất lạc đâu. Ở trong cốp này sẽ có chỗ đựng bình ắc quy nhé, các bạn chỉ việc nhấc cái lắp đây lên là các bạn có thể tháo được bình ắc quy ra. Rồi, tất cả các thiết kế từ yên này hay là màn hình đồng hồ này hay là về công tắc thì không có gì thay đổi cũng như là không có gì nâng cấp. Và các bạn cũng biết rồi, dòng xe của Honda thì đã bỏ công tắc tắt đèn từ rất là lâu rồi. Tất cả các cái đèn trang bị trên dòng Wenfa thì đều là bóng đèn sợi đốt hay còn gọi là bóng đèn halogen. Thế thôi, trong video ngày hôm nay chủ yếu là mình muốn cập nhật giá cũng là chia sẻ với các bạn một vài cái điểm khác biệt giữa bản tiêu chuẩn và bản cổ điển. Trời cũng khá là tối rồi, vì vậy mà mình xin phép được tạm dừng video tại đây.
Ngay khi có thông tin về những cái mẫu Alpha mới hay là các màu sắc về đầy đủ thì mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn tiếp nhé. Đồng thời thì mình cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin cụ thể về sức mạnh động cơ hay là các thông số cơ sở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người thì đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok.